Tại cánh diều vàng 2023, Quỳnh Phun đã được vinh danh trong hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim truyện truyền hình. Giải thưởng này dành cho vai diễn hạnh của Quỳnh Phun trong phim truyền hình Đừng Làm Mẹ Cáu. Đây cũng là bộ phim đánh dấu cho sự trưởng thành trong diễn xuất của Quỳnh Phun, giúp nữ diễn viên tạo lập được hình ảnh một diễn viên có thể đảm nhận được nhiều dạng vai khác nhau khi lần đầu tiên cô vào vai một người mẹ trẻ. Hạnh cũng là nhân vật mang đến nhiều trải nghiệm mới cho Quỳnh Phun khi có diễn biến tâm lý phức tạp và nhiều cảm xúc. Ngay sau khi nhận giải thưởng, trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ: "Thật bất ngờ nhưng vô cùng hạnh phúc vì Quỳnh được vinh danh trong hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc tại cánh diều vàng 2023. Quỳnh muốn gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, những nhà tài trợ lễ trao giải cánh diều vàng, những vị giám khảo đã yêu thương và tin tưởng trao cho Quỳnh sự khẳng định lớn như vậy. Rất cảm ơn ban lãnh đạo trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC đã tin tưởng giao cho Quỳnh vai diễn hạnh trong bộ phim Đừng Làm Mẹ Cáu." Quỳnh cũng muốn gửi lời cảm ơn chí thành tới tất cả những vị đạo diễn, những người thầy mà Quỳnh may mắn được hợp tác, đã dìu dắt, chỉ bảo Quỳnh rất nhiều để Quỳnh có thể ngày càng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt là đạo diễn Vũ Minh Chí và đạo diễn hình ảnh Dương Tuấn Anh cùng đội ngũ biên kịch, sản xuất, hóa trang, phục trang, dựng phim, duyệt phim, âm thanh, ánh sáng, tổ thiết kế, tổ lái xe, tổ nước của đoàn, cùng toàn bộ thành phần đoàn của ekip Đừng Làm Mẹ Cáu. Quỳnh Phun là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật ở mảng phim truyền hình. Cô được đào tạo bài bản, tạo được ấn tượng qua nhiều vai diễn trong các bộ phim như Đi Qua Mùa Hạ, Quỳnh Búp Bê, Hướng Dương Ngược Nắng, Gara Hạnh Phúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.